các bạn mình bị phía trước, các bạn có mình bị nó chạy phía trước đó. Hôm nay mình đi ra ngoài dài dài cái ruộng thấy mấy con cá rô đó các bạn, vừa chạy tuốt trước đó, nó đang kiếm cá, nó chạy tuốt trước luôn kìa, đó dí nó thật kịp đó, nó chạy theo cái đường mương đó các bạn, nó chạy nhanh thấy sợ luôn á, nó chạy đó các bạn, dí theo đó, trời ốc quá trời, chắc đạp quá đó các bạn, mình bị đó chạy đấy các bạn, nó chạy vô đây rồi. Đây trên này. Nó chạy quá nhanh luôn. Có bây giờ tìm được con các bạn, không thấy được. Nó chạy qua đây. Nó chạy quá trời nhanh. Dưới mình đẹp quá, nó chạy quá trời nhanh luôn. Nó nè. Nó chạy. Nó chạy giữa ruộng luôn quá. Nó mệt rồi. Mình bắt chắc mình cũng thả rồi chứ mình không có bắt nó đâu các bạn. Chủ yếu là bắt cho các bạn chơi xem chơi thôi. Nó mệt rồi. Đó dí. Ủa, các bạn mình bẹp. Tại vì nó xuống ruộng đây là nó chạy không được nữa. Đây các bạn, đây là con bẹp. Đây mình vừa bắt nó được đây. Để đi ra cái đường rộng để đi lại các bạn. Đây mình vừa bắt được con mè bẹp nha, không biết tại sao mà nó bay không có được, nó đói hay sao á, nó rất là hung dữ các bạn. Mình dí nó tuốt ở trong kia dí ra luôn, mình chạy quá trời nhanh luôn, nhưng mà nó không biết nó mất cổ hay sao á, nó thở quá trời luôn nè. Nó bay không được sao bạn, nó bị gì á, mình nghĩ là cái con bẹp không lẽ chín thuốc ta. Mình sẽ tắm rửa cho nó các bạn. Đây mình dí từ trong kia dí ra luôn, nó thở rất là nhiều đó, nó thở. Nó bị bắt rồi, nó vẫn còn mệt. Cái con mềm bẹp này hình như nó chưa ăn được gì hết các bạn. Nếu mà xuống ruộng nó thấy ăn được rồi, tại sao nó ăn không được các bạn? Mà ruộng ở đây người ta đâu có xịt thuốc đâu. Dí nãy dí nó quá trời xa luôn. Để mình bỏ cái thau mình úp lại chút xíu rồi mình sẽ thả nó đi, chứ mình cũng không bắt nó đâu. Tại mình thả về cái rừng kia kìa. Rồi để mình đi ra ngoài đây. Thì tại mình dí này dầm luôn. Nó có mệt rồi mà không biết tại sao nó bay không được nè. Nếu mình bẹp con thì nó phải bay được, nó bị kiếm ăn chứ. Nó mệt lắm rồi. Nó sắp xỉu rồi. Rồi ngoài đây thì mấy cái ao cá dữ lắm. Nó xuống này nó kiếm ăn nè.
còn người ta thì xịt quá trời vào đây, nó xịt cá các bạn. Thì mùa Covid này ai cũng đâu có đi ăn cơm nước gì được, có thể để ai cũng đâu mua đồ ăn được đâu, ta cũng rào ruộng người ta xịt. Không biết con mày việc nó bị gì nè. Rồi để mình bắt nó ra, đi nó cắn không thầy. Đây các bạn, thì nó cũng khỏe rồi, để mình tắm rửa nó lại. Nó bấu chân mình rất là giặt. Mình không biết là tại sao nó không có bay được, cái cánh không biết có bị gì không à. Để mình dựng cái máy lên rồi mình coi nó có bị gì không. Chứ bình thường là nó vẫn bay được mà. Để dựng cái máy mình lên thôi coi. Thì cái con miền biệp này lúc trước hình, lúc hồi nãy hình, tại sao nó bị cái gì nè, nó không có bay được. Để mình coi cái mỏ có bị gì không. Nó không có bay được, nó rất là yếu rồi. Nó sợ nó mổ mà thôi. Nè, nó vẫn còn khỏe mạnh mà tại sao không biết nó bay không được các bạn. Mình bắt nó cái nó chạy không à. Nó không có bay được. Đáng lẽ mấy miền biệp kia là nó bay rồi. Đây mình vừa bắt được nó các bạn. Nếu mà gặp người khác là chắc nghĩ là con miệp này nó đã thành vô nồi nấu cao rồi. Con miệp này nó cũng đã trưởng thành rồi các bạn. Đây, bấm tay mình luôn nè. Đây, nếu mà mình nó rất là dạng các bạn. Nó chạy. Dạng các bạn. Nó chạy được bạn, đó nó chạy bên kia rồi. Đó chạy qua bển rồi. Mình chính thả nó luôn mà giờ nó chạy rồi, chạy cho nó chạy luôn các bạn. Nó chạy qua tới bên đó rồi. Giờ mình đâu dám lậu ở đó được, lậu ở đó cái lỗ thấy ghê thế mà luôn. Mình tính quay cho các bạn kỹ xíu nữa cái con người việc cho nó dậy nó chạy luôn rồi. Thôi giờ đi mình phóng qua bển thử coi. Nó có chạy hay nó còn nằm bển. Mình nghĩ là nó mệt rồi nhưng mà nó nhớ dí nó khỏe lại rồi. Nó bay trong đây, là trong đây là cái ổ địa bàn của nó rồi nên nó chắc chắn là nó chui luồn trong đây rất là giỏi rồi. Trong đây ha, cái hang địa bàn của nó luôn rồi. Nó lên tới trên đó nó chạy tới kia luôn rồi bạn. Thì nãy cũng tính thả nó thôi, giờ nó giải ra được. Cho nó đi luôn rồi các bạn. Nó kêu bên kia đó. Đi quá trời ổ nẻo kia luôn. Rồi thôi, cảm ơn các bạn, nó cũng chạy mất tiêu rồi các bạn ơi. Chạy mất tiêu rồi, cho nó đi luôn đi. Chứ giờ cũng đâu bắt được nó đâu. Rồi các bạn, thì khu vực miền Tây này thì nói chung là có mấy cái biển rất là rộng các bạn không. Xung quanh của mình nè, có mấy cái biển nè, nó phía sau đó. Nó rất là rộng, rất là bích thù luôn. Nên ổ biệt cái đóng đây được. Nó nãy nó cũng gấu muốn lủng cái tay mình luôn nè. Rồi giờ nó cũng đi rồi, thì cho nó đi luôn đó các bạn. Đáng lẽ mình giật cái cánh nó ra có bị gì không. Mà chưa giật ra, mình thử cho nó móc vô cái tay của mình thôi, nó bay luôn. Rồi thôi, cảm ơn các bạn nha. Cái khu vực này các bạn, có mấy cái ổ bằng biệt trong đây nè. Ngày xưa nó hay đóng trên thêm mấy cái ổ trên đây, mấy cái cây trên đây nè, mấy cái lùm cây này nè. Mấy cái này nữa nè. Đó, như cái ổ thường đóng theo mấy cái chùm trên đó các bạn. Khu vực này cũng ít người ta đi lấy bằng biệt lắm. Có cặp xong á, người ta cứ hay chạy, người ta kêu có máy thổi các bạn. Cái máy thổi rồi bằng biệt nó vô, nó heo đó, nó dướng vô. Ta bắn đó. Có người bắn là mười mấy con các bạn. Rồi thôi, cảm ơn các bạn nha.
Nãy giờ quay nó được có chút xíu rồi, đáng lẽ quay nhiều có mình bịp lắm, nhưng quay được có chút xíu rồi các bạn. Rồi tạm biệt các bạn nha. Bạn nhớ đăng ký kênh Nhật ký miền Tây để theo dõi video tiếp theo nha các bạn. Thì hôm nay mình cách ly ở công ty, không có quay nhiều video cho các bạn xem được. Thì nay cũng mới về nhà một bữa, hai bữa gì đó, nhưng mà giờ phải đi vào công ty cách ly tiếp rồi. Rồi tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn mùa Covid này bình an nha các bạn. Tạm biệt.